Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đại chúng là thông thường những cái sinh hoạt các đạo tràng khác buổi chiều còn lại 1/3 thôi nghe. Ở đây các vị không có về hết đó là giỏi. Tôi nghĩ chắc nhà ở xa về không được cho nên phải ở lại. Phải không? Nhà gần gần thì chạy về hết rồi. Thì đại chúng là trong kinh Tiểu Bộ có một câu chuyện rất là vui. Đó là một hôm chư thiên xuống thăm Đức Thế Tôn, thăm vấn Thế Tôn, thường thường thăm vấn vào buổi khuya. Và sau đó thì chư thiên biến mất về cung trời, không ai biết bóng dáng của các vị đến thăm vấn Đức Thế Tôn vào buổi khuya cả. Chỉ trừ những người đệ tử lớn của Thế Tôn có thần thông và thiền tọa, cho nên các ông mới phát giác rằng là Thế Tôn giảng pháp cho chư thiên này. Đặc biệt là cái vị trời Tứ Thiên Vương này tham vấn Đức Phật xong rồi lòng tràn đầy hỷ lạc, ông rất là hớn hở. Đến đảnh lễ Thế Tôn xong rồi ông biến mất về thiên giới. Và một kiền liên rất ư là thắc mắc, không biết là cái vị trời này thừa hưởng được cái pháp lạc gì nơi Đức Phật mà đầy hỷ lạc. Trong khi lúc ông đến với Thế Tôn thì một liên quan sát thấy là ông không có vẻ gì hạnh phúc cả, dường như ông rất là lo lắng. Thưa đại chúng, là chúng ta cứ nghĩ là sinh lên cõi trời thì hạnh phúc lắm, nhưng mà các vị đâu biết rằng nó có những cái rất là lo lắng của cõi trời nha. Kinh văn bảo là tưởng y y chí tưởng thực thực la, nghĩ tới áo thì có áo mặc, nghĩ tới ăn thì liền có thức ăn. Và cũng giống như chúng ta đây, chúng ta không cần ra shopping, chúng ta vô cái máy ta bấm lọc cọc mấy cái, nào giày nào áo nào máy móc nó chạy về, ta cũng được hơn nửa chư thiên. Có điều hơi cực tí là phải trả tiền thôi, chư thiên phải trả tiền á, trả một phước. Phước đức người ta quá nhiều, do vậy cho nên ta xài cạn hết phước rồi thì cũng tắt cái thọ mạng ông trời. Thông thường đời sống này, thưa các vị, cái tuổi thọ mình đã được đo bằng ba loại: một là phước lực, hai là nghiệp lực. Tức là nghiệp tận thì chúng ta chết, phước tận chúng ta chết, thọ tận chúng ta chết. Ba điều này khi hồi tụ đủ thì chúng ta ra đi như một chiếc lá vàng, nó rời cành đó chứ không có đắng đá gì cả. Chư thiên thì phước các vị rất lớn, do vậy cho nên xài tới hết phước rồi thì các ông mới bỏ thọ mạng. Và rất vui đó là dù rằng là vị thiên đế kia lo lắng mấy thì lo lắng, nhưng mà đến Đức Thế Tôn đảnh lễ rồi thì lòng đầy hỷ lạc. Cho nên Mục Liên vô cùng thắc mắc, hỏi ai, ông đi về trời mất rồi. Nhưng mà Mục Liên, thưa các vị, thần thông đệ nhất của Đức Thế Tôn mà, cho nên như một tráng sĩ co duỗi cánh tay ông xuất hiện ở thiên giới, hỏi cho này thiên đế, ông tham vấn Đức Phật dạy cho cái điều gì mà ông tràn đầy hỷ lạc, ông nói cho tôi nghe. Nói sao ngài biết? Nếu ta thấy cái tướng của mì đi vô lòng buồn rười rượi, rồi biết đi ra lòng tràn đầy hỷ lạc, tôi biết chứ. Nó thưa ngài, mình nói đúng lắm đó. Vậy thì nói cho ta nghe, Thế Tôn thuyết về pháp gì? Thiên đế, thưa các vị, có thể cho cúng dường các thầy mọi thứ, nhưng mà hà tiện pháp. Ông không có nói rằng Thế Tôn thuyết cái gì cả. Ông như nói, dạ thưa ngài, tôi mới cắt cái diệu pháp đường rất đẹp, thỉnh ngài tới coi. Pháp đường của tôi có thể chứa cả một vài ngàn chư chư tiên đó, và cung điện của tôi được làm bằng gấm vóc tuyệt vời, thỉnh ngài đi tham quan. Mục Liên nói, không, tôi tới đây không phải chuyện đi tham quan pháp đường của mi. Thưa các vị, cái từ đó đệ tử Thế Tôn ngày xưa dùng cũng đúng nha, tại vì đa phần các vị trời Tứ Thiên Vương và những vị cõi trời sắc cứu cánh cũng là đệ tử Đức Phật, huynh đệ và hầu hạ chư tăng mà, cho nên ứng dụng cái từ là ta tới đây không phải muốn tham quan pháp đường của mình, ta muốn hỏi Đức Phật dạy điều gì. Và thưa các vị, vị thiên đế đó cũng kiếm cách khước từ lần thứ hai đó, dạ thưa ngài,
Thú thật với Ngài rằng ngoài cái diệu pháp đường, cung trời mới của tôi mới vừa xây dựng đẹp lắm, và phước lành của chư thiên, xin thỉnh Ngài tới, nằm ở phía đông. Lần thứ hai Mục Liên nói này, ta nói cho ngươi biết rằng ta đến đây không phải để thăm cung trời, biết cái đẹp, cái huy hoàng của thiên giới đâu, mà ta đến để hỏi cái tôn dạy cái pháp gì, nói cho ta biết để ta học. Thế là lần thứ ba vị thiên đó cũng ậm ờ kiếm cách chối từ. Thế là Mục Liên mới nắm cây cột của diệu pháp đường rung này. Các vị hình dung rằng là thần thông của Mục Liên đã từng là bay tới nghìn vạn đất nước phương xa để nghe pháp âm của Như Lai mà. Cho nên ông nắm cái cột của cái diệu pháp đường rung, mà là pháp đường lung lay tưởng như muốn sập cùng trời. Thì đấy hồn dưới lên đây, thưa ngài đừng có vội vàng để tôi thưa với ngài về những lời dạy của Thế Tôn. Thế là thưa các vị rằng là Thiên Đế nói, thưa ngài, tôi trước khi nói cho ngài biết lời Thế Tôn, tôi hướng về Như Lai đảnh lễ cái đã. Thế là hướng về Đức Phật đảnh lễ xong rồi nói, thưa ngài Mục Kiền Liên, Thế Tôn dạy chỉ hai câu thôi, hai câu chỉ. Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, các hành vốn là vô thường, đó là pháp sinh diệt, hiểu thấy không? Vậy không? Ta không biết là ông Thiên Đế này ông hiểu cái kiểu gì mà hai câu này ta nghe qua thì ta thuộc không? Các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt, mà lòng đầy hỷ lạc, chấm dứt cả cái nỗi sợ, nỗi bất an về cái mạng trời có thể bị hết phước bất cứ lúc nào. Chúng ta thì nghe điều này ngàn lần rồi, không nghĩ lạc gì cả. Đại chúng, điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là tùy vào cái niềm khát khao của chúng ta đối với diệu pháp Như Lai mà ta có thể có được niềm hỷ lạc đối với pháp của Phật cũng không nha. Thế là cái chuyện gần nhất, các vị hình dung rằng là các vị thiền sư Trung Hoa rất là vui, đó là khi ông vô trong chợ, ông nghe người ta cãi lộn nhau về chuyện bán thịt. Một cái bà đi chợ nói, cho tôi mua một miếng thịt nạc, phải không? Thịt nạc là ngon nhất. Bà kia bắt cắt miếng thịt đưa ra, bà nói không, tôi nói mua miếng thịt nạc mà tại sao anh cắt cái thịt này? Thịt này không có nạc, thịt này trộn với mỡ thôi. Thì cái ông bán thịt đó, ông nói thịt tôi hoàn toàn thịt nào cũng thịt nạc cả. Anh có nói bình thường thôi. Quảng cáo gì là cái món của mình bán thôi chứ có gì đâu. Thưa các vị, bà kia thì nhất định là cãi cho ra lẽ, là đôi bên rất là đôi co với nhau về chuyện là thịt nạc cùng thịt không nạc. Thế nhưng mà ngay tức khắc ông thiền sư ông ngộ đạo mất, ông sáng được tâm. Ông ngộ cái kiểu gì mà thịt nạc mà ngộ đạo không? Cái chuyện tức cười này, thưa các vị, nó nói cho chúng ta biết rằng là cái nhân duyên tu chúng ta, khi phước lành nó đầy, khi năng lực trí tuệ nó đã đủ, cơ duyên nó đến rồi, có khi một cái tiếng đồng vọng của đá chạm vào vách tường ta cũng ngộ đạo. Dĩ nhiên là cái từ này nghe thì ghê gớm, nhưng mà ngộ đạo nó không có hàm nghĩa gì là xa vời nghe. Tức là các vị bật sáng ra, các vị chợt nhớ lại rằng là lâu nay mình cứ tưởng thầm rằng mình là hình hài, mình là buồn vui, mình là những cái nghĩ suy. Thế là bật sáng ra một điều là tất cả những cái ấy không phải là ta, cái ấy chỉ là cái vỏ của ta, cái đối tượng bị ta nhận diện, nó chỉ là cảm xúc, chỉ là ý nghĩ, chỉ là tôi tớ của ta mà không phải là ông chủ. Mà ông chủ chính thực là cái năng lực tâm đang nhận biết. Thưa các vị rằng là Kinh Lăng Già Đức Thế Tôn bảo rằng nhất thiết pháp tùng tâm sinh, các pháp thì từ tâm sinh. Cạn nhất là tất cả tên của mọi pháp hữu vi giữa trần đời này đều do tâm đặt tên. Tất cả hình tướng vuông tròn dài ngắn và xanh vàng đỏ trắng vân vân phân được thể loại cũng từ tâm đặt tên, phải không? Tâm đặt tên, tâm biểu hiện ra hình tướng, hai điều này nó tạo thành vọng thức thôi, tức là từ danh
Và tướng nó tạo thành vọng thức nha. Từ danh và tướng tạo thành vọng thức. Rồi vọng thức tức là cái suy nghĩ của các vị nó được tâm sinh ra. Tức là nó từ cái ý thức các vị vận hành để có được từng tràng ngôn ngữ chữ nghĩa. Thì tất cả nào danh bên ngoài, tướng bên ngoài, vọng thức nó làm nền để sinh ra thứ đó. Thưa các vị, đều là cái ngoại vi, đều là cái từ nơi tâm sinh. Thế thì cái năng lực tâm của các vị nó có phải là danh không? Nó không phải tên nha. Nó phải tướng không? Cũng không phải tướng nha. Nó phải vọng thức không? Cũng không vọng thức luôn. Mà nó là cái nguồn cội gốc. Nó là cái chủ thể. Nó sinh ra vọng thức, sinh ra danh, sinh ra tướng. Và trong cái từ của Kinh Lăng Già, nếu mình nói điều này nó có làm cho các vị khó hiểu không? Bây giờ mình ví dụ thế này. Kinh Lăng Già nó có 5 pháp. Nó chi thì nói chứ cũng kiếm chuyện nó đi vô chuyện tu chứ chuyện thơ ca hoài sao. Thưa đại chúng, là Lăng Già có 5 pháp gọi là danh nè. Hai là tướng nè. Ba là vọng thức nè. Bốn là như như. Năm là chánh trí. Từ tâm nghe. Từ tâm. Nó sinh ra danh và tướng. Và danh và tướng này nó bắt đầu sinh ra cái gọi là vọng thức. Mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị nhìn một người nào đó, đầu tiên là hình ảnh người đó nó đập vào mắt các vị, võng mạc các vị nó lưu trữ. Và người với người ta làm sao biết ông A và B chi? Cho nên ta hỏi tên là anh ở đâu? Anh ở đâu? Ồ, tôi ở San Diego. Nghe nói hôm nay có ngày tu Thầy Phước Tịnh. Cho nên tôi về đây, tôi nghe thử ông nói cái chuyện gì. Và đó là cái điều đầu tiên các vị có một cái ấn tượng về ID của người ta rồi, phải không? Về căn cước hả? Lý lịch người ta đó. À, thưa các vị, sau đó là các vị nhập thêm dữ liệu là chỉ pháp danh gì? Nói, ồ, tôi pháp danh là Phước Tịnh. ví dụ vậy đi, cho nên không trùng với ai. Thế rồi người ta mới nhập vô cái dữ liệu rằng là có một chị nàng tên là Phước Tịnh nè. À, tóc bạc bạc nè. Rồi chi nữa? Răng rụng mấy cái xíu xáo. Và nói năng thì cũng lẩm cẩm cái kiểu nhà quê gầm gòi thôi. Rồi biết rồi. Thế rồi các vị nhập cái dữ liệu sơ đây. Thế thì các vị vừa có cái tên của người ta để phân biệt với người khác. Vừa có một cái chồng hồ sơ về hình ảnh của người ta. Thế là chiều hôm nay hoặc là ngày mai về lại Santa Ana. Một bà hàng xóm nào đó tới nói là nghe nói hôm nay ở San Diego, chùa Như Lai Thiền Tự có một buổi học. Chị có biết là cái chị bạn của tôi ở cùng xóm, chị đó súng đạn, đang thui à. Đi lượm thượng rồi nói năng cái kiểu lọc cọc lắm. Nó tên gì? Nó tôi nhớ dường như cái chị đó tên gì, Tịnh Tịnh á. Nó ô biết rồi, chị đó tên Phước Tịnh. Phật tử hôm nay có về đại học. Thưa các vị, khi nói đến tên thì đã có danh, phải không? Trong tâm tới các vị nó liền bật sáng lên cái hình ảnh của cái bà cụ già móm mém rụng răng. Thế thì nó có cái gì? Có tướng mà nghe. Rồi hai cái này nó phối hợp lại nó làm thành cái gì? Làm vọng thức, tức là các vị diễn dịch một tràng về cái con người mà các vị đã từng gặp. Nói, tôi nói cho chị biết nghe, cái bà đó nhiều chuyện lắm á. Là có vọng thức rồi. Thế rồi mình hỏi cho nhiều chuyện sao? Tôi mới gặp tôi thấy hiền lắm, dân nhà quê cầu cành mà nó không, coi vậy chứ nhưng mà khó chịu vô cùng ạ. Chị có biết không? Chuyện ai chị cũng biết, chị cũng nói, chị cứ thò mỏ vô hết, dường như ăn không ngồi rồi cho nên rất ư là bây giờ nó gọi cái từ rất ư là tám phải không? Bà tám đó. Cái từ quá khứ này gọi lên đôi mắt. Thưa các vị, thế thì cái chồng hồ sơ về con người kia tự nhiên nó chồng thêm một lớp nữa. Mai kia các vị không về San Diego mà các vị ngược lên cái vùng Long Beach, lên cái chùa trên đó, thọ mát đó. Thế là cũng gặp một bà Phật tử. Hỏi chứ, nè, chị cứ biết Santa Ana có một bà mà móm móm,
đen đen, nói năng cọc cạch. Nó tên gì? Nó, ô, tên vậy đó. Nó, ô, rồi tôi biết rồi. Thế thì lại chồng thêm một hồ sơ nữa. Và các vị không cần gặp nữa nha. Tự nhiên là hình ảnh của người móm mém, đen thui, nói năng cọc cạch đó, cùng lại với những ý nghĩ không mấy tốt lành mình kia, tự nhiên nó diễn dịch một tràng thế này. Cái rồi mình chồng cái hồ sơ đó vô thêm, cái mình bắt đầu diễn dịch nên đúng rồi, chị nói đúng rồi. Tôi đã từng gặp một người gần nhà bà ta, cho tôi biết rằng đây là cái con người rất ư là thị phi, khó chịu. Thế thì danh tướng vẫn thức nó đi một chùm đây. Đúng ra thì trong kinh Lăng Già bảo rằng là danh là tướng là vọng thức, chánh trí như như chánh trí nó nằm ở phần thứ tư nha. Thế nhưng mình cũng không biết tại sao Ngài Ấn Thuận cùng với các vị sư trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, họ lại giải thích rằng là chánh trí nó nằm cuối cùng mà như như nó là cái bước như bước hành trì. Thế là mình cũng phải nương theo cái cách lý giải của các cụ kia. Theo cái nhìn của mình đó, thì chánh trí nó hàm nghĩa rằng là an trú ngay cái năng lực chánh niệm, đón nhận tất cả mọi thông tin, nhưng mà không có phân biệt, không có phê bình, không có gia cố hồ sơ mình biết về mọi pháp dưới trần đời này. Thì đạt đến như như là đạt đến bất động của Niết Bàn. Tâm thức rộng lặng tự nhiên, không có một tràng vọng thức khi mình đối diện trước người, không có suy nghĩ phê bình phán xét khi mình nghe nói bất cứ về ai. Thế nhưng mà trong những cái văn bản người ta giải thích về kinh văn năm pháp này thì thưa các vị các ngài là để như như phía trước. Do vậy cho nên mình nương theo đó mình giải thích cái điều này để cho các vị có được cái sự nhận biết để tu tập thôi. Đó là thế này. Cũng cùng là những đối tượng, cùng là những danh mình nghe, tức là mình nghe nói về người. Thế nhưng cái điều đầu tiên nó xảy ra là cái sự nhận biết của các vị nó không có sinh khởi trong tâm thức tràn đầy những ý niệm về phê bình, về phán xét, về chuyện dở, chuyện hay, hay nói cách khác là ta không có suy diễn gì cả. Ta chỉ đón nhận tất cả những thông tin đó bằng một cái tâm thức rất ư là rỗng lặng, tự nhiên, vô niệm, không phán xét, không phê bình, không suy diễn. Thì gọi là an trú ngay trên trạng thái tâm rỗng lặng, nhận biết mà không có vọng thức sinh ra. Và cuối cùng sống được với điều này đủ lâu bền thì đạt đến cái mức độ chánh trí. Các ngài giải thích chánh trí là đạt đến cái năng lực chánh niệm sáng tỏ và tương đương với Niết Bàn, tương đương với thánh trí Như Lai. Cho vậy cho nên các ngài sắp nó như thế này. Đó là mình nương một việc từ trong năm cái câu tâm pháp của Kinh Lăng Già giải thích để các vị thấy là cái con đường tu chúng ta điều đầu tiên rất đơn giản đó là làm thế nào bớt dục vọng thức lăng xăng, làm thế nào để mình tiếp xúc với mọi người mình giảm bớt được cái tâm phê bình phán xét thị phi của mình, bớt suy diễn về người. Đừng có diễn dịch về người thì thưa các vị nó đỡ khổ cho chính tự thân mình và nó đỡ khổ cho người đối diện mình ha. Có khi người đối diện mình họ không có cố ý là nói những câu nó làm tổn thương, hoặc là họ có ý nói năng chi gọi là lừa lời, họ có lưỡi câu gì đâu. Thế nhưng mà tại vì cái tâm mình nó nhạy quá, nó suy diễn đủ trò, do vậy cho nên người ta nói một đằng cái mình diễn dịch ra một nẻo. Đây là điều thứ nhất. Các vị nhận biết rằng là tâm thức ta nó diễn dịch rất là nhiều vấn đề đến làm khổ ta. Điều thứ hai, cái câu mình vừa thưa từ vị thiên đế học được của Đức Như Lai là chư hành vô thường thị sanh diệu pháp á. Giờ đi vô câu đó. Đó là pháp thịnh suy á. Tôi không biết là qua bao nhiêu lần học kinh Pháp Cú các vị thuộc được mấy câu thì tôi không biết, nhưng đó cũng là một trong những câu kinh Pháp Cú. Nó cũng là một trong câu kinh Đại Niết Bàn nha. Các vị có nhớ trong Đại Niết Bàn không? Chư hành vô thường thị sanh diệt pháp. Rồi gì nữa? Phải thuộc cho đủ 4 câu chứ. Thank you.
Hai câu kế là sinh diệt diệt dĩ. Tịch diệt vi lạc. Thưa đại chúng, là trong kinh Đại Niết Bàn cũng có bài kệ này nghe. Kinh Pháp Cú cũng có bài kệ này, Tiểu Bộ Kinh cũng có bài kệ này, Tương Ưng Bộ Kinh cũng có bài kệ này. Có những cái tư tưởng đó là nền tảng cho thập nhị phần giáo của Như Lai. Hai câu này nếu mà mình nhìn bằng cái nhìn tứ diệu đế thì tứ diệu đế cũng có trong đây nghe. Khổ tập dị đạo có trong đây ạ. Rồi các vị nhìn bằng cái nhìn đại thừa thì các vị cũng thấy rằng là có pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt trong đây. Các vị nhìn bằng con mắt của nhà thiền để đi vô nội dung của bài kệ này thì các vị thấy rằng là có cái chân thường, bất động, vô sinh và cái sinh diệt như buổi sáng chúng ta học á. Ngay câu này thôi thì chúng ta đã có thể quán chiếu được pháp sinh diệt rồi. Đây là pháp bất diệt nha. Thế cho nên khi vị thiên đế nghe rồi thì lòng tràn ngập niềm vui. Tự nhiên là ông bay về cõi trời và ông muốn giấu biệt đi cái câu kệ ngữ mà Thế Tôn đã dạy cho ông. Trời thì trời chứ cũng đôi khi cũng hà tiện ha, ích kỷ pháp. Điều thứ hai nữa thưa các vị, mình đừng nghĩ thiên giới là cái gì xa xôi với đời sống chúng ta nha. Như mình vừa nói đó, thậm chí là chúng ta nơi đây có được 50% phước lành thiên giới, 50%. Các vị nhìn coi là đời sống chúng ta nơi đây. Không có một người già nào mà đến nỗi là lang thang lướt thước, không có cái ăn để sống còn. Rồi nhìn nơi đất nước Hoa Kỳ này, mình chưa nói đâu xa nha, các vị hình dung rằng là chưa có tiểu bang nào có đủ điều kiện tuyệt vời như là Cali. Thế rồi cũng Cali, nói cho các vị ganh tị luôn. Cũng Cali nhưng mà miền Nam Cali là cái vùng có phước hết. Lên Bắc Cali biết, giờ này cũng lạnh vô rồi. Qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ biết, lạnh đến nỗi là người già chết á. Ở đây mình lạnh 32 độ. Tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà hỏi ra mấy đứa học trò nó bên Boston nó nói nghĩa lý gì 32 độ còn ấm đó. Từ 32 độ ở đây mà tụi con còn phải phát sáng đi học, phải cào tuyết, phải lội đường, vân vân. Thầy có thể hình dung được rằng là tay ra đường rồi là đi vô rồi nhúng như nước sôi nghe chưa nóng. Rồi nói như vậy nó trở lại cái chuyện là các vị đang có phước điền nhất trên đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải là trên hành tinh này nghe. Trên hành tinh này thì Mỹ được gọi là bông hoa của hành tinh này. Từ cái điều này nhìn lại thưa các vị, ngay cái pháp sinh diệt thôi, ta sống lay lắc ở đây bao nhiêu năm các vị biết không? Ví dụ như mình đến Mỹ vào năm 40 tuổi thì nhiều lắm các vị sống thêm chừng 40 tuổi nữa là lê lết cuộc đời rồi. Mà 40 năm đâu có nhiều nhẵn gì đâu, tróc tay gì là 40 năm nghe. Thưa đại chúng rằng mình ở Lạc Sạn gần 20 năm rồi đó. Và Đồ Tôn Đệ Tử nói xin thầy thi quốc tịch, nói thầy có ở bao lâu rồi quốc di tịch con. Lây lắc một chút nữa rồi đi mất tiêu rồi, biến hình vào vô thường mất rồi. Thưa đại chúng rằng là ngay cái pháp sinh diệt mà nếu là người có trí thì người ta chọn cái pháp sinh diệt gì? Thưa các vị, cùng chịu sinh diệt như nhau, thế nhưng mà ta chọn cái pháp nào nó tiện nghi, hạnh phúc, bớt khổ đau, bớt vô thường, bớt đọa đày để sống, người ta chọn người ta sống nhé. Cho phép mình đi qua Mỹ thì có giải chi, mình chọn mấy cái vùng chó ăn đá gạn muối đâu, mình phải chọn cái vùng nào dễ sống, làm nó của tiền nhiều, khí hậu nó rất là tuyệt vời, có cộng đồng người Việt cho vui, cho vô lý, rồi mình ở giữa cái cụm dân cư toàn là cái dân Mexico, không thì mình ở làm chi. Đó là nguyên tắc nha. Thế cho nên thưa các vị, ngay pháp sinh diệt mà ta lỡ rớt vào, ta cũng chọn cái đường phát triển rất là tuyệt vời, cái điều kiện tiện nghi tối thiểu để ta sống. Cho nên từ cái điều này các vị nên định nghĩa đời sống con người là một sự tiến bộ không dừng. Đời sống vật chất người ta tiến bộ không dừng,
đời sống tình cảm cũng phát triển không dừng. Và đời sống tri thức người ta cũng không bằng lòng với cái tri thức cằn cỗi trong quá khứ, nghe người ta luôn phát triển người ta từng ngày để tồn tại, để vươn lên, để thăng hoa. Đời sống của một chúng sinh trong ba cõi sáu đường, thưa các vị, họ cũng không bằng lòng với một cái thân phận bị đọa đày trong cái chốn trầm luân khổ hải. Họ vẫn muốn vươn lên à. Điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là trong tất cả pháp sinh diệt, nếu người ta biết rằng đó là pháp sinh diệt thì tối thiểu người ta cũng chọn là cái bớt sinh diệt nhất để người ta sống. Trong cái khổ thì người ta cũng chọn cái khổ ít nhất người ta sống, chứ không thể dùi mình trong cái khổ để chết mỏi mòn. Trong cái nhà lửa cháy đùng đùng thì người ta cũng chạy tới chạy lui coi cái chỗ nào hơi mát tí. Ta ở chứ mát gì đâu, ở ngay chỗ nóng nhiều được chết sao. Rồi các vị nhớ lại cái chuyện ta du đó, là các vị thấy con khỉ nhà ta, tức là cái tâm thức ta nó là như vậy nghe. Các vị biết rằng là Tề Thiên bị cái hồ lô của, không biết của vị thiên đế nào, cái tên đại vương nó đem xuống nó bắt. Tề Thiên là tôn hành giả người ta, nó giam trong cái hồ lô đó. Thưa các vị, nó nóng sảng luôn. Thế rồi ông chạy quanh vậy, ông có phát ra một cái hướng tốn. Tuy nó cũng lửa đốt nhưng mà nó có hơi nóng, hơi mát, hơi gió. Thế rồi ta ngồi ta trốn ngoài cái hướng đó, nó không có chết khô. Trốn hướng đó nó vừa đủ mát mẻ, vừa đủ an ổn, người ta mới nhớ lại. Ồ, trước khi ta theo thầy ta thỉnh kinh thì ta có ý ao với Bồ Tát Quan Âm rằng là cuộc đời đi thỉnh kinh của tôi phò cái ông phàm phu này, tâm trạng là phàm phu, phải không? Cái tên bị thịt này, ma sơi quỷ nuốt, bất cứ lúc nào tam tai bát nạn xảy ra không có lường được. Một mình tôi thì tôi căn đủ dân tôi trốn mất, còn mắt cái tên phàm phu này phải hầu ảnh thì thôi, sinh mạng tôi coi như là bỏ rồi. Cho nên nếu ngài không có giúp tôi thì xin thưa rằng tôi không có theo hầu cái ông bị thịt này đâu. Và thưa các vị, con khỉ nó ỉ eo đủ trò hết, đến nỗi Quan Âm dỗ ngọt này, không sao đâu. Mi nên nhớ rằng là mi phò đường tăng đó có chư thiên thập bát vị thần theo hộ à. Ngoài ra ta cho mi ba sợi lông cứu mạng, ba cái món khí giới tuyệt vời, ta thổi nó để làm thành ba sợi lông khỉ gắn sau óc mi á. Khi nào mà rối rắm quá đó, cùng cực quá, mi lấy ba sợi lông cứu mạng đó, cứu mạng mi. Thế thì ngồi chỗ hương gió mát mát chợt nhớ, ồ mình có ba sợi lông cứu mạng mà, mắc gì đâu không sử dụng. Thế rồi ta nhổ ba sợi lông cứu mạng đó, rồi làm chi, thổi cái phù nó thành ra cái cần khoan, cái mũi khoan, rồi cái khoan khoan hồi xưa nó có sợi dây đó giống như kéo đường cò, các vị biết cái khoan đó hả? Không ai biết hết. Thưa các vị, thế rồi trong cái hướng gió mát không nên đổi bức ngặt, cho nên ta mới cầm cái mũi khoan nó khoan thủng cái đáy của cái bình tiên thiên khí kia. Thưa các vị, cái bình đó mà rút người vô đó là phàm phu thì trong một khắc là chết, không còn mãi mãi thành chút nước thôi. Nếu là thiên tiên cốt thánh á thì 1 giờ 3 khắc, tức là 2 tiếng đồng hồ sau. Cái tên đại dương nó này, tụi mi khiêng cái bình âm dương nó tới đây để ta coi thử cái Tề Thiên nó có ra nước hay chưa. Mà thông thường thì phải 24 người nghe, 12 con trai, 12 con gái, đủ âm dương khiêng mới nổi cái bình kia, bình âm dương ngũ hành đó. Thế rồi một tên nói, thưa ngài không cần 24 đứa, một mình tôi dở. Nó y, mi nói đùa, không, đây nè, nó cầm dở lên. Tại vì trong đó, thưa các vị, khi nó thủng đáy rồi thì nó đâu còn linh thánh gì, có gì nữa đâu. Tự nhiên anh khí âm dương ngũ hành nó biến mất, cho nên nó nhẹ tên như cái bình thường thôi. Cái tên này dưới hết rồi, ủa sao vậy, lại mở ra thì thấy đâu có cái bãi nước ra đâu, tức là nó đâu có tiêu ra nước đâu mà nó thủng cái đáy luôn, tiêu rồi. Thế rồi nghe ở ngoài cửa động. Cái chuyện tức cười đó là Tề Thiên đập cửa âm âm đây, cái tên khùng kia. Mi đem cái bình nó ra cho ta là ông phóng, người bác thì gọi là ông phóng, người miền Nam mình gọi là ông nhỏ nghe. Mi đem cái bình ra đây
cho lão tôn làm ổng phóng. Thưa các vị, đó là chuyện cười, nhưng mà mình thưa với các vị để quy chiếu lại cái chuyện mình thí dụ nghe. Trong cõi sinh diệt mịt mù này, trong cõi trần lao khổ hải này, thưa các vị, đầu tiên người ta phải kiếm một cái vùng gió mát để làm chi? Để đủ điều kiện, đủ tiện nghi để phát sinh trí tuệ, để mới có thể giải thoát khỏi cái bình âm dương ngũ hành nó giam nhốt, nó nghiền mình ra nước nghe, như Tề Thiên Đại Thánh vậy. Rồi thế nào là tìm được chỗ gió mát để mình có được năng lực trí tuệ đủ để tỉnh tài, để vượt khỏi âm dương nó đang nghiền nát mình. Ví dụ vậy, hiểu nhất là mình có được đời sống của người dân như ở Mỹ này là cái chỗ gió mát nhất trong cõi ta bà nhé. Các vị không phải lo lắng, không phải bất an, không phải nửa đêm bị người ta dựng đầu dậy đuổi ra đi kinh tế mới là gió mát rồi. Rồi các vị đi ra đường, đi cùng trời cuối đất, các vị không có sợ trộm cướp giật dọc. Các vị không đến đổi hoảng loạn khi mà đèn đỏ mình đậu xe rồi có cái thằng khùng nào sao nó ủi xe 18 bánh kiểu như Việt Nam vừa rồi chết hàng loạt người Long An đó. Không nên đổi bất an như vậy. Một đất nước nó đầy đủ sự bình ổn để chúng ta sống hết tuổi thọ. Thế thì rõ ràng rằng là trong cái bình âm dương ngũ hành nó nhốt con người, nó nghiền nát con người, ta có được một cái vùng gió mát để chúng ta có thể vận dụng ba sợi lông cứu mạng Bồ Tát Quan Âm cho ta, để ta có thể khoan thủng cái bình âm dương để có thể ra khỏi trốn tử sinh. Cho nên thưa các vị, trong pháp sinh diệt khéo thì mình cũng có thể vận dụng được, lợi dụng được cái điều kiện là chọn nơi chốn bình ổn, chọn nơi chốn yên hòa, chọn nơi chốn đủ tiện nghi để mình có thể cứu mạng cuộc đời mình nhé. Đây là điều thứ nhất, nhìn pháp sinh diệt. Chư hành vô thường, nó không có từ nang bất cứ một hiện tượng nào trên đời này không hủy diệt cả. Thế nhưng đầu tiên mình chưa cần phải chứng nghiệm sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc gì cả. Đầu tiên mình phải tìm được một cái nơi chốn đủ yên bình. Đó là điều thứ nhất, cạn nhất trong cuộc sống đời thường. Điều thứ hai, chọn cho mình một điều kiện tuyệt vời, đó là chi? Các vị thử nhìn coi là các tôn giáo trên hành tinh này nghe. Thiên Chúa, Hồi giáo, Phật giáo, đạo gì ở Mỹ này, đạo Mộc Môn, đạo gì đó. Thưa các vị là có hàng trăm loại đạo khác biệt, nhưng mà chưa có một tôn giáo nào cho chúng ta một cái pháp thực tập hữu hiệu, đơn giản, chứng nghiệm được ngay hiện tiền như pháp, như diệu dược của Như Lai tặng cho ta nghe. Các vị hình dung rằng là ví dụ như chúng ta niệm Phật, chưa nói đến chuyện trong tương lai các vị sinh về cảnh giới A Di Đà nghe, ngay hiện tiền này lòng mình rối bời, lòng mình bất an, lòng mình tràn ngập cái lo âu phiền muộn. Nhưng mà các vị quyết lòng rằng là luyện hẳn đời mình vào một cái tiếng niệm Phật, chỉ còn một tiếng niệm Phật duy nhất mà không có cái gì xen vô nữa. Xin thưa rằng là chỉ cần vài phút thôi là mọi cái ưu tư buồn phiền liền biến mất. Một pháp niệm Phật thôi nhé. Điều thứ hai, lợi ích nó tới đó là khi tâm các vị hướng về Phật, các vị tưởng hình Đức Phật đang có mặt, các vị nhiếp tâm trọn vẹn về hình ảnh Đức Phật và các cái tiếng niệm Phật như vậy, thì tâm các vị nó liền phát ra một cái vùng năng lượng rất lành, rất sáng. Những cái u ám của tâm thức buồn phiền bất an tự nhiên nó biến mất. Ngay lúc đó các vị đã cải tạo được cái vận mệnh của các vị rồi. Pháp sư Đạo Chứng á, bà có viết cái cuốn niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó. Cái điều này nó rất thật chứ không phải là giả vờ hay là lừa bịp nhau gì cả. Cái pháp môn hành trì này thưa các vị, nó có mặt trải dài theo cái dòng trải của Đạo Phật từ đầu kỷ nguyên cho tới hôm nay. Đó là mình nói một pháp môn như niệm Phật. Niệm Phật nó liên hệ đến rất là nhiều cái phương pháp hành trì khác. Trong thiền có một pháp niệm, nhưng mà niệm cái chi? Niệm chi? Niệm Phật thiền không nói nghe. Nhưng mà trong thiền có một cái pháp gọi là niệm tâm từ hoặc rải tâm từ, các vị nghe chứ hả? Rải tâm từ là sao? Thưa các vị, đầu tiên là khởi ý, con cầu cho con được an lạc, cầu cho con được khỏe mạnh, còn cho con hết tật bệnh, cầu cho con được sống dai.
cầu cho con được thông tuệ, ví dụ như vậy đi. Không biết các vị cầu làm sao mình không biết, nhưng mà đây là mình ví dụ thôi nghe. Mà thông thường điều này nó đúng chứ không phải sai nghe. Đầu tiên ta cầu cho ai trước? Mình cầu cho người khác chưa có hiệu quả gì đâu. Tại vì cái năng lực niệm mình nó chưa có tập trung, chưa có định lực được. Cho nên cái điều đầu tiên thực tập đó là mình nên cầu cho mình trước. Tại vì ai thương mình bằng mình đâu. Mình thương mình nhất trên đời nghe. Cho nên cầu cho người khác thì chưa chắc đã thành công. Nhưng mà cầu cho ta thành công rồi đó. Mong cho con an lạc. Mong cho con hạnh phúc. Mong cho con sống dài. Con không có đẹp đẽ chi, nhưng mà như vậy cũng tạm được. Xin cho con chậm chậm già tí. Già vội quá xấu lắm. Cho nên xin cho con đừng già. Thưa các vị, ngày xưa mình chưa có học Phật nhiều và chưa có đi vô cái lĩnh vực tâm lý học và biết cái tác dụng của tâm lý nó đến với thân. Cho nên mình nghĩ sao có cái chuyện cầu nguyện là cái nó được, đâu có tính gì này. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng khi ý thức các vị nó phát ra cái tín hiệu rằng mong muốn điều này cho thân, thì tự nhiên cái lực dụng từ thân, từ tâm các vị nó tác động với thân nghe. Tôi muốn tôi học giỏi, ngày đêm tôi cứ nghĩ về điều này, tác ý về điều này, thì thưa các vị không cách chi không học giỏi được cả. Mấy anh chàng thanh niên, các vị có biết đầu tiên là anh mê gái, anh thương người ta, mà cái khoảng cách giữa ảnh và người ta nó cách biệt lắm nghe. Ảnh thì con nhà không gia giáo, còn con người ta thì con nhà gia giáo, nhà giàu, học giỏi, đẹp gái nữa. Nhưng mà anh quyết lòng là phải chinh phục cô nàng, phải cưới cô nàng. Anh làm chi? Ngày đêm cứ nhủ lòng là cưới không được nàng là ta chết á. Anh hứa lòng như vậy, anh nhủ lòng như vậy, anh nói với ảnh thầm thì vậy. Cuối cùng thưa các vị, anh chinh phục người ta được. Cũng như vậy nghe. Ngày đêm mình cứ nhủ lòng là ta phải khỏe mạnh, ta phải an lạc, ta phải hết bệnh, ta phải sống dài, ta phải sống đến ngưỡng cửa 90 đàng hoàng, chứ không có chuyện chết sớm. Thưa các vị, ý lực của các vị đó rất mạnh, nó phổ vô cho từng tế bào vậy. Nó làm cho tế bào có bị sống động, có cái lực dụng rất mạnh. Tâm thức mình mà hướng về một điều gì mong muốn thì nó có định nghe. Và cái năng lực định này nó làm thành vững chắc vô cùng cái ý nguyện của các vị. Tâm thức các vị nó đã có mặt ngay nơi cái hòn máu, ngay nơi cái điểm sinh trưởng đầu tiên ở trong bụng mẹ rồi. Nó tác động cho DNA của các vị. Thế nhưng mà trong cái quá trình trưởng thành tới hôm nay, mình bỏ quên cái phần tinh túy nhất để làm cho đời sống mình nó sống động. Mình cứ nghĩ rằng là phải hướng ngoại nè, phải rượt đuổi nè, phải thủ đắc, phải lượm cái này, phải lấy cái kia, phải có được nhiều tiền, bỏ sức khỏe ra để kiếm cho nhiều tiền, tới già để bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Mình đi vòng vòng vậy đó. Thế là tới lúc này mình học Phật Pháp, mình biết rằng cái lực dụng của tâm nó quá mạnh, nó có khả năng chuyển đổi được cuộc đời mình. Chuyển đổi cuộc đời từ bên trong, từ tâm thức nói làm chi. Chuyển đổi đó là chuyển đổi luôn cả hình hài các vị nghe. Sinh mạng các vị, thọ mạng các vị, sức khỏe các vị, nó cũng chuyển đổi bằng cái năng lực tâm rất là hùng mạnh như thế này. Thế thì đầu tiên mình cầu cho mình, nó hàm ý không phải là thần linh nào ghé lại giúp mình đâu, mà nội lực của các vị, tâm thức của các vị, sức mạnh ý chí của các vị, nó làm thành sự khỏe mạnh là như vậy nghe. Đó là mình nói về pháp hành trì của niệm thôi. Niệm Phật, thiền niệm Phật, thiền niệm tâm từ. Và sau khi các vị làm thành thục điều này, quen với điều này, thưa đại chúng rằng là sau đó thì các vị mới hướng tâm về người thân của các vị. Cầu cho con của con khỏe mạnh nè, cầu cho bố con nè, vợ con nè, chồng của con nè, vân vân. Thế thì cái năng lực tâm của cái pháp thiền niệm tâm từ này, thưa các vị, từ truyền thống thiền nguyên thủy của Đạo Phật mà các sư bây giờ vẫn duy trì nghe, nó làm thành cái chi? Làm thành cái an lạc hạnh phúc cho chính ta, an lạc hạnh phúc cho cả gia đình ta. Cái điều lý giải theo cái tinh thần của tâm lý học đó là khi tâm thức các vị nó phát sóng yêu thương, phát sóng vị tha, phát sóng vì người. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên là tâm thức các vị nó tràn dâng cái chất yêu thương mật ngọt. Quanh các vị nó được bao phủ bằng một cái mạng lưới của yêu thương. Tự nhiên là nó thay đổi được chính các vị. Tự nhiên nó tạo thành một cái sự giao tiếp giữa các vị với người. Dễ thiết lập cái thân tình.
Hay nói cách khác là sự truyền thông nó đến rất dễ ngay. Có những con người tâm của họ, thưa các vị, đầy gai góc á. Họ nhìn là họ giận mình, họ ghét mình, họ phê bình, phán xét mình. Tâm thức của họ tràn đầy thị phi. Những cái ghét thương của họ nó cồn cào, nó tâm thức rất đầy. Do vậy cho nên mình gần họ, mình cảm thấy như là gần con nhím này, nó có gai. Mình sợ lắm. Tâm thức mình nó tạo thành một cái vùng hoang phổ chung quanh nha. Thế thì thưa đại chúng là Pháp Phật không phải là chuyện xa vời, mà nó có mặt ngay bây giờ, có mặt ngay hiện tiền. Các vị nếm được hương vị Pháp, hành trì thì cứu được đời sống ta ngay bây giờ, ngay nơi đây, làm an lạc cho ta, an lạc cho người. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là ở trong cái cảnh giới của vô thượng này, các vị đã có được cái điều kiện 50% của vị thiên. Các vị lại chọn một cái điều kiện tuyệt vời thứ hai làm thăng hoa đời sống mình là các vị chọn pháp môn Phật để hành trì. Rồi từ pháp môn Phật hành trì, thưa đại chúng rằng mình nâng cấp đời sống mình từ cái sự hiểu biết cạn cợt của một người mong muốn rằng tu để có được an lạc giữa cuộc vô thường này, sống dài hơn, hạnh phúc với gia đình nhiều hơn. Cuối cùng thì chuyện gì phát sinh? Cuối cùng thì hạnh phúc nào cũng theo với gió mây bay. Cuối cùng thì hình hài nào cũng theo với vô thường sinh diệt nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, khi Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt trong bình âm dương rồi thì dù rằng ở trong cái góc rất là mát, nhưng mà hắn vẫn làm được việc là lấy ba cái khoan. Tại sao Quan Âm không cho bốn cái mũi khoan dụng cái, tức là bốn cái xà lông cứu mạng, có ba thôi. Ba cái đó là ba cái gì vậy? Thưa các vị, lực dụng tam bảo nghe. Cuối cùng rồi các vị nương Pháp Phật hành trì, quy ngưỡng vọng về Đức Thế Tôn, quy kính tăng già để học Pháp, học chánh Pháp. Mà cuối cùng thì dùng đó khoan luôn để thủng cái bình âm dương ngũ hành và thoát ly được cái sự giam nhốt của ba cõi sáu đường. Nghĩa nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, từ cái điều căn bản đó là mình có được cái điều kiện tiện nghi đến con đường học Phật Pháp. Đến con đường học Phật Pháp rồi thì thưa các vị, nương giáo Pháp hành trì, đây là bước thứ ba nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng các hành vô thường đó là Pháp sinh diệt, nó phổ đồng đều đặn hết trong mọi lĩnh vực của hành tinh này. Từ đời sống vật lý cho tới thiên nhiên, cho tới thiên hà vũ trụ, cho tới bản thân ta, cho tới buồn vui của ta, cho tới hạnh phúc khổ đau của ta, nó cũng đều là vô thường cả. Cho tới những ý nghĩ bồng bềnh của ta, nó cũng vô thường cả. Do vậy cho nên dùng ba cái sợi lông cứu mạng của Tỳ Thiên Đại Thánh, tức là dùng Phật Pháp, dùng cái năng lực tu học của chính mình, rồi mình mới có thể nhìn sâu vào cái phẩm chất của đời sống này, thân năm uẩn này, để các vị tìm ra cái năng lực tịch diệt niết bàn. Đó chính các vị gọi là sinh diệt, diệt rồi thì tịch diệt mới đem lại an vui, là như vậy. Đó là phần thứ nhất mình giải thích về Pháp sinh diệt. 3:30 rồi. Chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Thưa các vị là chuyện Tề Thiên có nhiều cái nghe tức cười nhưng mà nó lý thú lắm nghe. Lý thú lắm. Các vị nghe mình kể về cái chuyện là cái bình âm dương nhốt Tề Thiên, các vị thấy nghe cười cười cho vui nhưng mà kỳ thực nó có đạo lý không ạ? Đạo lý rất là đặc thù. Nếu mình không có cái nhìn từ đạo lý thì không khai thác được những điều này. Thế rồi điều thứ hai, giờ kiếm thêm chuyện nữa ha. Cái pháp sinh diệt mình tạm giải thích như vậy, các vị tạm nắm cho được nghe. Tóm lại cái ý mình muốn thưa nó được thế này: chúng ta đang ở trong sinh diệt. Thế nhưng mà người thông minh thì trong sinh diệt mình tìm cái chỗ ít sinh diệt nhất, trong cái khổ mình tìm cái ít khổ nhất. Và trong cái điều kiện có thể được là mình trong cái hoàn cảnh sinh diệt như chúng ta đều tìm đến cái con đường tu học để mày mò đi đến cái con đường thành đạt sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm được thể niết bàn tịch diệt. Không ai bằng lòng với cái đời sống mình đang có cả. Các vị hình dung đời sống mình cho tới hôm nay, các vị thấy ra ngay ta chưa hề bằng lòng với điều
điều kiện mà ta đang có nghe. Nhìn ở một mặt nào đó dường như tham vọng con người vô tận, thế nhưng mà nhìn bằng cái chiều kích tâm linh thì nó phải như vậy nghe. Con người là một sinh vật tiến bộ không dừng, do vậy cho nên tiến bộ vật chất họ không dừng. Có ai bằng lòng với cái căn nhà ọp ẹp có một phòng mà cả gia đình không? Bằng mọi cách, phải không? Để dành của tiền, ca cụm, gọi là ăn uống vô cùng cần kiệm, phải mua được cái nhà để cho con mình nó có chỗ, có nơi, nó ăn, nó học chứ. Vô lý là mình rời Việt Nam qua đây, ở cái căn nhà mướn bà sao? Cho nên không có người Việt nào bằng lòng với chuyện là chấp nhận cái số phận như những ngày đầu mình ở đây đâu nghe. Nguyên tắc đời sống là nó luôn vươn lên, từ đời sống vật chất cho tới đời sống tình cảm, cho đến đời sống tri thức, cho đến đời sống tâm linh, nó là như vậy. Do vậy chỉ nhắc một điều rằng là trong cái sinh diệt vô thường, người ta vẫn mong muốn cái điều chạm tới cái chỗ không sinh không diệt, cái chỗ thường hằng vĩnh cửu nghe. Và người ta càng già thì người ta càng nôn nóng chuyện này, các vị có biết không? Tại sao vậy? Càng già cái chết dường như nó kề cận quá, cho nên mình sợ lắm, lính quýnh này, phải làm thế nào? Một là tôi không thể chạm đến được cái chỗ vô thường ngay hiện đời, thì phải có một cái điều chắc chắn rằng là tôi trả lời thà, tôi xin về cảnh giới có Phật ở nơi đó đàng hoàng, có chim nói pháp cho tôi nghe, có gió qua hàng cây cũng có pháp âm đồng vọng để cho tôi tu. Tôi không bằng lòng cái chuyện là chết rồi rớt xuống dưới, thậm chí là rớt ngay trần gian này ở nước Mỹ tôi cũng không ham nữa, tôi chán lắm rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, trong cái sinh diệt người ta luôn là hướng về cái bất sinh diệt là như vậy nhé. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, cái bất sinh diệt nó nằm ở đâu các vị biết không? Giờ tới chuyện thứ hai. Hồi sáng chúng ta đã học cái gì? Ngay sinh diệt nha. Bất sinh diệt tại sinh diệt chi trung, tức là cái không sinh diệt nó nằm ngay cái sinh diệt. Các vị có biết rằng là Tề Thiên Đại Thánh lần đầu tiên gặp mất cái pháp y của Tam Tạng đó, không biết hôm đó mình kể đây ở đâu, vui lắm. Vừa ra khỏi đất nước Trung Hoa đến một quốc gia xa lạ, quốc gia đó người ta đi tu đông lắm, người ghé là cái chùa tên chùa Quan Âm. Quan Âm đó là Quan Âm của Trung Hoa ở vùng Tây Bắc chứ không phải chùa Quan Âm của mình ở Đà Lạt đâu nghe. Mình cũng có cái Quan Âm ở Đà Lạt. À, thưa các vị rằng là nơi đây có một vị sư già tới 160 tuổi, mặt nhăn từng nếp từng nếp từng nếp, thế nhưng vẫn còn sống. Cái câu chuyện này nó có lồng vô 23 điều lý thú trong đây. Thế là vị sư già nghe nói có một vị hòa thượng từ Đông Thổ, tức là từ Trung Hoa ngang qua nước mình để đi về phương Tây thỉnh kinh. Ngài mới quá bộ ra thăm cái vị hòa thượng từ nước Đại Đường đến, thấy ông này còn trẻ phương phi mỹ mạo, tức là Tam Tạng thời đó chừng 30 mấy tuổi, còn trẻ lắm phải chứ. Ngài đi về Tây Phương, ngài thỉnh kinh, ngài ở một cái quốc gia giàu có. Xin thưa rằng là ngài đi, ngài có món quý báu gì không, ngài cho tôi coi, cho tôi mãn nhãn coi, tức là mãn nhãn là no con mắt đó. Tôi ở nơi cái quốc gia rất là khó nghèo, cát vàng mênh mông giữa vùng sa mạc nắng cháy, không có vật gì quý hết, cho nên tôi rất khao khát được nhìn thấy những cái món đồ từ nơi Trung Thổ. Nghe nói Trung Thổ đất nước giàu có. Tên Tạng nói: bạch trưởng lão, tôi là người đi thỉnh kinh, một bần tăng đâu có gì đâu mang theo, không có của quý gì đâu thưa ngài. Cái ông chắc lưỡi nói: uổng quá, tưởng đâu là người Trung Thổ như các thầy có nhiều của báu, nào ngọc ngà, nào châu báu, nhất là vải lụa. Nơi đó là cái nơi sản xuất ra lụa, mà lụa nõn như là tơ trời, mà những cái dốc lụa mềm mát cả tay, nổi tiếng trên con đường tơ lụa. Thế rồi ông nói hơi rồi Tâm Tạng gì lịch sự nói: dạ thưa ngài, thú thật là tôi chỉ có mảnh vải bố y thôi. Trưởng lão nói: thú thật với ngài, tôi ở nơi đất nước xa xôi sa mạc nóng cháy như thế này, nhưng mà Phật thương cho nên tôi có tới chừng khoảng 300 bộ y. Con kia mất hồn, ôi trời.
310. Đẹp lắm. Thưa các vị, tâm thức của người tu cũng giống như người đời nha. Thường thường mình có củ quý mà không khoe được công tích. Vô lý có 310 mà rồi. Để ngắm nghía thì ngắm nghía hoài cũng chán. Cho nên trong có người khác nhìn khen ngợi tiếng cho nó hả lòng thôi. Thế là sai đồ tôn đi tử nó dăng từng xào ra đem 310 dắt. Nào y gấm, y lụa, y đính vàng, y nằm bạc gì. Đầy dọc dài. Cái từ thiên nhà ta, thì các vị ý thức nó hay lắm nha. Nó thấy nó ganh tị lắm. Ba cái y vớ vẩn này mà cái chi ghê gớm mà đang khoe cho thầy ta. Nói thưa thầy, thầy nên nhớ rằng thầy có pháp y của Như Lai Tạng đẹp lắm cho thầy không đưa ra khoe với trưởng lão này để cho ông thấy. Mà thưa các vị, con khỉ nói bụng miệng đâu kịp. Nói bụng đâu kịp. Mà tâm thật trợn mắt. Trợn mắt thì cứ trợn, mà trợn mắt con mắc cỡ thêm nữa. Trợn mắt nói thôi đừng có trợn mắt làm chi, con biết mà, thầy có mà. Nên đó. Mất uy tín luôn. Tâm thật đành phải chịu thua thôi. Thôi được. Thầy ngươi cứ về lấy đi đem cho trưởng lão này nhìn. Các vị biết rằng là y của ngài trưởng lão trong 60 tuổi đó, y trần gian. Cái y của Tam Tạng Thỉnh Kinh đó là y từ Tây Thiên của Đức Như Lai sai Quan Âm Bồ Tát mang xuống tặng cho ngài Tam Tạng nha. Thưa các vị, vừa mở ra thì hào quang nó bốc sáng cả một gian phòng vậy. Tất cả các pháp y mà ngài trưởng lão tao khoe trở thành cái đồ giải làm cho nhà. Không có cái nào đẹp bằng. Cái ổng sờ từng cái đường viền y, nước mắt nước mũi đầm đìa vậy. Tâm nào ấy, sao ngài khóc, sao ngài khóc? Ông nói thưa ngài, thú thật rằng tôi sống với 160 tuổi, bát vàng, y bạc, cái nào tôi cũng có, nhưng mà tôi chưa từng gặp một cái y đẹp như thế này, quý giá như thế này, sáng chói như thế này. Xin ngài thương ngài cho tôi mượn về để đêm nay tôi thức tôi nhìn từng cái sợi chỉ cho nó no con mắt của tôi. Thưa các vị, thế là tâm bạn không biết làm sao, đành phải cho mượn. Và các vị nên biết rằng là tâm bạn cũng đâu có hiền, cho nên về nhà đè anh cổ anh tại thiên để thắng này tại mi nha. Y ta mất là ta niệm chú cẩn cô cho nó vỡ cái đầu của mi cho mi biết. Không có gì đâu ghê gớm, người ta chỉ mượn người ta coi rồi sáng ta trả cho thầy mà. Thưa các vị, thế rồi các vị trưởng lão kia mang pháp y về nhà ngồi khóc nỉ non. Đệ tử hai cái tên á, mình thấy tề thiên hay đó nghe. Trong đó đặt hai cái tên tiểu tăng đó là tên gì đây mình quên rồi, nhưng mà cái tên đó, nó cũng biểu lộ được cái chất rất ư là ác độc, vua nịnh để xúi ông thầy làm bậy. Hai cái tên tiểu tăng tên gì mình quên mất rồi. Bữa nào các vị đọc tề thiên lại các vị nhớ rồi. Thế các vị hai tên nó đứng qua nó thưa thầy, mắt gì đâu thầy khóc. Thầy có quyền thức cả đêm, thầy đắp thử vô, rồi thầy gỡ ra, rồi thầy nhìn, thầy ngắm, thầy quấn, thầy ngủ cũng được, cái gì đó. Ông nó mi nói, ta có thức cả đêm, ta quấn vào người, ta ngủ, thì sáng cũng trả người ta, y người ta, trở về người ta chứ. Rồi, tụi con có cách giúp cho thầy, thầy sở hữu luôn cái y này. Nói cách nào? Thú thật với thầy rằng là ba thầy trò họ ngủ ở cái nhà trọ sau giường chùa bằng gỗ. Nếu thầy cần thì tối nay mình giác củi, mình chắc chung quanh đốt trái tiêu rồi y này thành thành của thầy. Các vị thấy là giả tâm hoài độc ác á, nói là làm. Thế rồi cái vị trưởng lão nhà ta sai đồ tôn đệ tử ra trái chất củi quanh cái thất gỗ của thầy trò Tam Tạng á. Thưa các vị, Sa Tăng bán giới Tam Tạng thì ngủ sai phàm phu mà. Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh thì nhích cái là hắn thức rồi. Có khi cả đêm hắn đâu buồn ngủ. Tại vì cơ thể hắn là cái sự cấu tạo của thiên giới mà. Hắn nghe cái cạch. Rồi lỡ làm con rùa xanh bay ra ngoài. Nói, ôi cha, cái tụi này mưu đồ ghê gớm, ác thiệt. Muốn giết chết thầy trò ta ư. Thôi được, ta cho mày biết. Thế là ta lên cung trời, ta mượn cái thần quả trạo. Các vị biết thần quả trạo không? Nó là cái lòng bàn bằng pháp bửu. Tức là nó úp lên như thế này rồi thì không có thần linh nào chạy thoát. Cũng giống như mình úp rồi rùi nó không vô, nó phá đồ ăn mình vậy đó. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Hắn đem về hắn úp luôn cả cái thất. Ôi xin lỗi, hắn úp thầy trò Tam Tạng. Tam Tạng nè, bát giới nè, Sa Tăng nè, hành lý nè, hắn úp vô đó. Trong nhà thôi, trong cái phòng thôi. Thế rồi
trưởng lão nhà ta sai chư tăng đồ tôn đệ tử thuộc hàng ác, gọi là ác ôn côn đồ đó. Thưa các vị, nó đốt lửa. Và Tề Thiên thấy rất là ghét, tại vì nó tham là một, giết người là hai, cho nên hắn lại hớp gió từ phương tốn, hắn thổi về đằng trái thì giữ thêm. Các vị hình dung là đầu tiên ta định đốt cái nhà khách thôi, thế nhưng mà lửa gặp gió thì cái gì còn, cho nên nó bốc lửa, nó cháy luôn cả cái chùa chánh điện, cháy tiêu luôn, cháy tan hoang. Nhưng mà ảnh đủ khôn ngoan, ảnh nhìn coi là cái pháp y có trong đống lửa không. Trước đó thì anh thấy là nó nằm ở bên nhà tổ, nó không dính chi, cho nên anh thổi cho nó cháy cái chùa thôi. Thế rồi chùa cháy tan hoang, người ta ý ới, người ta gọi nhau chữa lửa. Mà thưa các vị rằng là thầy trò Tam Tạng thì bị úp trong cái thần quả trạo, cho nên đâu hay sự cố gì, ngủ ngon cho tới sáng giật mình thức dậy, ôi trời, này bát giới, ngươi nhìn coi tại sao thầy trò mình ngủ giữa trời không mông bệnh thế này, nhìn ra thì chung quanh là nhà cháy hết. Ở chỗ này ngủ không, tại sao ngủ không, nói thưa thầy, đêm hôm cái lũ ác tăng á nó đốt thầy đó, may mà thầy không chết, nhờ con giúp giùm là con úp cái thần quả trạo đó. Nó bây giờ sao? Nó thầy yên tâm, con để ý là cái pháp y thầy nó nằm nhà tổ đó, mi đi lấy về, mất cái pháp y là mi chết đi ta. Ta niệm chú cẩn cô cho cái đầu mi vỡ ra thành bảy mảnh. Tề Thiên lật đật chạy tới thì thấy cả thầy trò của vị trưởng lão nhà ta mặt mày lem luốc, chữa lửa cả đêm mà ngồi khóc méo máu. Tề Thiên nói thưa ngài, xin ngài đưa cái pháp y lại cho thầy tôi. Trưởng lão nói ta để trong hầu tổ, vô pháp y không cánh mà bay mất tiêu. Thế ra thưa Tam Tạng, nói dạ thưa thầy, bây giờ pháp y mất tiêu rồi. Ông nói ta nói người có củ quý trên con đường đi đừng bao giờ khoe, hãy ăn mặc như kẻ hành khách. Đến bất cứ nơi đâu đừng bao giờ nói rằng mình có củ quý. Ngươi không biết rằng là tai vách mạch rừng, ta chưa bao giờ dám đắp cái pháp y này đi lễ Phật mà, ta sợ kẻ cướp. Thế là mi tọc mạch cái miệng của mi, bây giờ mất cái pháp y ta rồi, mi tính làm sao? Thế là ảnh niệm chú cẩn cô, cái đầu của Tùng Ngộ Không bóp như vậy. Hắn lăn lộn đó, trời trời chết con thầy ơi. Thầy có muốn kiếm pháp y thì phải, thầy phải để cho con sống con tìm, chứ thầy làm cho con chết thì mất luôn. Ồ cái, ta nói được đúng này, mi chết thì ai cũng kiếm. Thưa các vị, cái chuyện xảy ra nãy giờ chỉ là cái vỏ thôi nghe. Cái cốt lõi mình muốn nói một câu thôi, đó là khi đánh với cái tên Quỳnh Phong. Thưa các vị, hắn vốn là một con gấu thành tinh. Hắn về vùng núi đó, hắn kết thân là với cái vị trưởng lão, cho nên hắn dạy trưởng lão nó một cái phương pháp hít thở nạp đan điền, dưỡng tinh quá khí, dưỡng khí quá thần, dưỡng thần bằng hư, theo cái truyền thống lão trang. Cho nên ông già kia sống tới 160 tuổi đó. Điều thứ nhất, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, đối với đạo Phật thì cái chuyện sóc vai không phải là ý muốn trong giáo pháp của Phật nghe, tuân theo vô thường thôi, không có phải là hình hài này sống dai. Cho nên những phương pháp đó được gọi là bàn môn tá đạo là như vậy. Thế là cái tên yêu gấu kia, nó kết thân với trưởng lão. Một đêm nó đang ngủ, nó nghe tiếng là ý ới từ cái chùa nó vọng lại, nó ra nó nhìn thấy lửa góc trời vậy, nó nghĩ dù sao mình cũng là người bạn tâm giao với cái vị trưởng lão kia, chùa không cháy mình phải tới mình chữa chứ. Và nó thì nó có pháp thuật, nó chữa rất là dễ. Thế nhưng mà nó tới nơi thấy có một cái con khỉ đang chổng khù thổi gió. Nó rồi vậy là cái tên này nó gây án mạng đây, cái cớ sự đây đâu thể cứu được. Thế rồi hắn chạy vô thì hắn thấy cái y đang phóng hào quang trong hộp tổ, hắn cưỡng về mất. Thưa các vị, khi điều tra ra thì hắn cưỡng về, hắn làm chi các vị biết không? Hắn mở cái cuộc triển lãm pháp y của Như Lai. Cái từ triển lãm đó là mình dùng nghe, nhưng mà từ trung chuyển thì nó không dùng triển lãm. Nhưng mà nó mời hết 36 động yêu ma tới để chiêm ngưỡng pháp y của Phật. Nó nói đây là cái pháp y vô cùng quý, phóng quang chiếu sáng cả một vùng trời. Cho nên ta mời các bạn tới, các bạn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc được với pháp y Như Lai, cho nên hãy tới đây đi, chiêm ngưỡng pháp y của Phật. Thưa các vị, thế là Tề Thiên đánh thì đánh ông lại, giật nó thì đâu được, đánh rồi nó gấu rồi nó khỏe lắm nha, hai cái tay nó, các vị biết là sức khỏe của gấu và con người đâu thể bì được.
Thế là đánh thua, cho nên ta nghĩ không biết cách nào, chạy lên trên Quan Âm Bồ Tát cầu cứu. Tới nơi bạch ngài, trên con đường thỉnh kinh con bị một cái tên yêu mà nó chặn đường, nó ăn cướp pháp y của thầy con. Thưa các vị rằng là ngài Quan Âm ngài điểm mặt lên nó này, cái con khỉ nhà ngươi lý sự, tự nhiên ngươi khoe có pháp y. Điều thứ hai là ngươi có biết không, chùa Quan Âm là chùa của ta đó, ta từng du quá ở trần gian, ta về ta dừng chân lại đó ta nghỉ ngơi. Những hóa thân của ta có khi là bà già, có khi ông cùi, có khi anh chàng đuôi, có khi là người lỡ đường, nhưng mà nơi đó là nơi ta dừng chân lại trong những bước hành hóa ở cõi ta bà. Vì đốt mất cái chùa ta không có chỗ ta về ta nghỉ, vì còn nói gì nữa. Tề Thiên nói: dạ thưa ngài, thú thật rằng là tôi cũng có lỗi một phần, nhưng mà kỳ thực là do cái lão thầy tu nó quá tham. Bây giờ xin ngài từ bi, nếu mà ngài không có hạ sơn, ngài không giúp tôi lấy được cái y, chắc tôi chết. Thầy tôi cũng niệm chú cẩn cô, đầu tôi vỡ thành bảy mảnh. Quan Âm nói: thôi được, ngươi dẫn đường đi xuống. Thưa các vị, dọc đường có một cái tên đạo sĩ, nó được cái tên yêu gấu kia mời đến để dự cái buổi triển lãm pháp y. Ta cũng bưng một cái đĩa, trên đĩa đó có viên linh đan á, do cái tên đạo sĩ luyện cũng nhiều năm lắm, đem đến để mà làm món quà. Tại người ta mời mình vô lý, mình vác cái xác không đi ư, cho nên có chút quà. Thế rồi tên Tề Thiên nó đón đường nó đập chết. Quan Âm nói: mi là kẻ ác á, người ta có dính gì đâu. Nói: thưa ngài, nó đồng bọn với tên ác ôn kia, cho nên tôi đập nó. Nhưng mà yên tâm, tôi có kế là ngài không cần làm gì nhiều, ngài cùng với tôi đi tới lấy được pháp y thôi. Nói: kế mi cái gì? Nói: thú thật là bây giờ ngài giả vờ hóa trang làm cái ông tiên đó. Tôi nuốt cái viên linh đơn này, tôi làm cái viên linh đơn này, ngài chỉ cần đem tôi tới, rồi cái tên kia mà nó bỏ vô miệng đó thì tôi nhào vô bụng nó, tôi đạp một trận là nó sẽ trả pháp y, không cần tốn công tốn sức gì đâu. Quan Âm nói: thôi được, ta sẽ nghe lời ngươi, kế ngươi hay ạ. Thế rồi thưa các vị rằng Bồ Tát Quan Thế Âm thần thông quảng đại mà chỉ cần lắc người vậy, tôi lắc người thì nó không thành cái chi, nhưng mà lắc người thành đạo sĩ liền. Thưa các vị, cái câu nói trong Tuyển Thể Du rất hay, nói rằng là lúc bấy giờ tôi còn không vô cùng kinh ngạc, nói: ôi trời, cái này là Bồ Tát biến thành yêu ma hay là yêu ma biến thành Bồ Tát vậy, tôi không thể phân biệt được. Đây là câu đạo lý nha. Quan Âm nói: này Ngộ Không, yêu ma hay Bồ Tát không cách nhau một đường tơ kẻ tóc nào cả, tâm đổi thì thành yêu ma, tâm đổi thì thành Bồ Tát, nhưng cuối cùng yêu ma Bồ Tát vẫn là con số không, rỗng rang, tự tánh không có cái chi cho nó cả, gọi là yêu ma hay Bồ Tát cả. Thưa các vị, cái câu đó rất là đạo lý nha. Yêu ma Bồ Tát không cách một đường tơ kẻ tóc nha, các vị lắc mình là thành yêu ma, lắc mình là thành Bồ Tát đó. Và cuối cùng thì yêu ma hay Bồ Tát chỉ là hình tướng bên ngoài, chỉ là cái giả vờ thôi, trong khi cái bản thể thật thì không có yêu ma, không có Bồ Tát gì cả, tự tánh vốn không. Thưa các vị, thế rồi chuyện còn lại đó là Quan Âm theo cái sắp xếp, Tề Thiên bưng viên linh đan nó vô, cái tên yêu gấu nó chào đạo sĩ, ngày tới ngày dự hội triển lãm pháp y phải không? Nó dạ đúng, tôi có món quà cho ông đây. Thế rồi cầm viên linh đan kia vừa đưa vô miệng nhảy túi cổ họng luôn, vô đó nó hiện hình thành con khỉ con, nó đấm nó đá, nó la dùm là ta rứt trái tim đi cho mày biết, mày phải đem pháp y trả sự phụ tao thôi, ta chống thiết bản lên cho mày lủng bụng. Tên kia nhào lăn xuống quằn quại khổ đau năn nỉ: xin ngài thương ngài tha cho tôi xin trả pháp y lại. Thế rồi quằn quại xuống, nó mở miệng ra cho ta ra. Hắn ra tới cửa miệng, hắn sợ mình bò bò là hắn cắn cả chắc chết đó, cho nên lấy thiết bản chỏi hai hàm răng của hắn lên cho chắc ăn. Nhảy ra rồi giật thiết bản ra, dở thiết bản lên nện xuống một cây. Thế rồi Quan Âm cầm là bắt cái thiết bản này: Ngộ Không, đừng giết nó. Nói: tại sao? Nói: ngươi có biết là Phổ Đà Sơn của ta vẫn thiếu người canh gác nghe, ta muốn thu phục nó về làm sơn thần để giữ Phổ Đà Sơn ạ. Thế là sau đó thưa các vị, trả pháp y rồi thì Quan Âm dắt con yêu gấu kia về làm vị sơn thần canh gác Phổ Đà Sơn. Có một lần Tề Thiên lại đến cầu viện Quan Âm, có một lời rất ư là
là hách dịch với vị sân thần kia. Sân thần kia này, sư huynh, sư huynh ăn nói với tôi nên lễ phép. Tôi bây giờ không phải là yêu gấu như ngày xưa, mà tôi là Phật môn đệ tử rồi. Tề Thiên hơi chột dạ, nghĩ rằng là mình thò thầy vượt qua 84 nạn đến Tây Phương để thỉnh được kinh. Hóa ra phước của mình không bằng cái tên yêu gấu này. Tên yêu gấu này tự nhiên nó được gần gũi Bồ Tát, được học Phật Pháp, được nghe kinh từ ngài. Thế là cái chuyện mà chúng ta phân tích lại đây, chưa đi vô cái câu nói đó, để đi vô cái phần sanh diệt này nghe. Phân tích đây nó, thưa các vị, mọi cái đều có nguyên nhân, nhân quả của nó cả. Nhân quả gì trong đây? Nhân quả gì trong đây? Các vị biết rằng là ông thầy tu, thế nhưng mà khởi ý tham, từ cái tham đưa đến cái lòng tham nó xúc đẩy giết người, đốt chết Tề Thiên Tề Thánh. Rồi từ cái lòng tham nó đưa đến cái ác quả, thưa các vị, cháy cái chùa luôn nha, liên lụy tới Bồ Tát luôn. Thế là từ lòng tham, như lòng tham này nó được cái nền tảng, nó là rất ngưỡng mộ Pháp Y Như Lai. Ăn trộm Pháp Y làm gì? Đâu phải đi bán kiếm tiền đâu, mà là để cho bàn dân thiên hạ họ tới chiêm ngưỡng Pháp Y của Như Lai. Tâm rất lành, tâm rất lành, tình cờ xí được, chứ không phải cố tình đâu. Là xí được rồi, không phải là làm tư hữu, làm sở hữu riêng cho mình nghe, mà muốn đem cho mọi người cùng chiêm ngưỡng để khởi phát cái tâm lành, khởi phát lòng ngưỡng mộ đối Phật Pháp. Một chút nhân duyên đó mà thoát được cái thiết bản nặng nghìn cân của Tề Thiên Đại Thánh, một chút nhân duyên đó trở thành Phật môn đệ tử, kề cận với tòa của Bồ Tát Quan Âm, học chánh pháp, hầu hạ vị Bồ Tát, tu cho tới cuối cùng thoát được cái kiếp yêu tinh nha. Một tâm thức mà chuyển rồi, thưa các vị, nó chuyển luôn cả nghiệp. Một tâm thức dù là người tu, nhưng mà thưa các vị, cái nghiệp tham còn thì chúng ta vẫn còn lây quay trong cái chuyện khổ não của trần thế. Đó là bài học cạn nhất về nhân quả ở trong một cái đoạn truyện dễ thương, có ý nghĩa. Thế là cái đoạn mà mình khai thác nó dính liền với cái điều này, thưa các vị. Ma và Phật cách một tróc tay thôi nghe, một đường tơ kẻ tóc thôi. Tâm các vị đổi thì từ ma thành Phật, nó đơn giản vậy thôi. Và cuối cùng thì mai Phật chi, thưa các vị, bản tánh vốn không, vốn rỗng, vốn vô, vô niệm, vô sinh, vô diệt. Đạt đến trạng thái đó mới thấy rằng là sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là an vui, là như vậy. Câu chuyện Tề Thiên giải thích cho chúng ta biết cái đoạn này. Mình nghĩ giờ này mà các vị học giáo pháp thì chỉ có nước các vị ngủ thôi. Cho nên kiến chuyện Tề Thiên nói quả mai thì bà con còn thức để nghe, giảng dạy đạo lý từng từ, từng câu từng chữ thì đừng có hòng ai học được cho mất câu, ngồi gật đầu khen hay cả. Thế là cái việc mình bàn tiếp, thưa các vị, có hai điều mà bàn, chúng ta bàn về chuyện này nghe. Mình xóa này đi rồi mình bàn thêm chuyện nữa, còn chừng 10 phút nữa. Thưa đại chúng, là đạo lý nó rất là mênh mông, và chúng ta tu học có khi đời này đời khác không bao giờ cùng tận á. Con đường học đạo giống như là mình đi đến đường chân trời. Có bao giờ các vị đi đụng đường chân trời không? Thấy dường như là trời với đất liền nhau một mí tận phương xa. Thế nhưng mà càng đi thì dường như là đi hoài không bao giờ tới. Đứng bờ biển thì nhìn thấy rằng trời và chân mây nó dính liền lại. Nhưng mà có bao giờ mình đi đụng đường viền chân trời đâu. Phật Pháp là như vậy nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tinh yếu Phật Pháp nó có hai phần mà chúng ta cần đi vô thôi. Một là ngộ được lý, hai là đi vào hành trì thôi. Một, ngộ lý nghe. Cái từ ngộ lý này rất là quen với chúng ta. Cái từ khác gọi là kiến tánh. Và cái từ thứ hai là hành trì, là khởi tu nghe. Thưa các vị, là khi mình nhận được cái phẩm chất của chính mình vốn là cái năng lực không sanh không diệt, thì các vị an trú ngay nơi đó, gọi là khởi tu.
Tu không có hàm nghĩa gì thêm cả, mà tu là nhận ra được ta đích thực là cái thể không sinh không diệt. Rồi các vị làm thế nào sáng, trưa, chiều, tối, đứng, đi, ngồi, nằm, các vị sống được với cái năng lực tâm không sinh không diệt thì gọi là khởi tu. Và chứng nghiệm được quả giác ngộ. Nó không có gì ngoài cái chuyện là ta nhớ lại, ta sống lại được với cái ta đã có. Chứ không phải thêm cái gì cả. Các vị không cần thêm cái gì cả. Các vị đã có sẵn cái phẩm chất Phật rồi. Con đường tu có hàm nghĩa rằng là mình làm thế nào sống lại với cái Phật tánh của chính mình, cái phẩm chất Phật của chính mình, gọi là tu. Nói một cách tổng quát thì thưa các vị, con đường tu nó chỉ có hai phần này thôi. Một là các vị phải nhận ra được trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt. Thứ hai là các vị phải sống được với cái năng lực tâm không sinh không diệt của các vị, để cho nó viên mãn, để cho cuối cùng không có thể đồng nhất mình vào buồn và vui để bị bất hạnh ngay hiện đời. Không đồng nhất mình vào những ý niệm, những vọng thức để đừng có nổi chìm sinh tử trôi lăn trong ba cõi thôi. Thì sống được như thế này gọi là tu, chứ chẳng có gì mà ghê gớm hơn điều này cả. Và từ điều này chúng ta ôn trở lại vài điều về thấy tánh, tức là ngộ lý. Ai cũng biết rằng là không có vật thể nào giữa trần đời này mà rời hư không chung quanh mà có được nhé. Này cửa này, nhà này, con người này, xe này, cổ. Mọi vật chất hữu vi trên mặt đại địa này chưa có một cái thể loại nào mà nó có thể rời hư không mà nó sinh ra được. Người ta không thể dựng một cái nhà ở dưới lòng đất, tại vì lòng đất nó đặc cứng, không thể dựng cái nhà được. Muốn dựng được cái nhà dưới lòng đất á, thì người ta cũng phải làm cho nó thành quảng trống như một hang động. Cho nên cái quảng không nó làm thành mọi cái có. Và cái không nó cũng làm thành đời sống hiện hữu của các vị đây, tức là thân hình của các vị. Cái quảng không là cái chương trình tâm thức được cài vô. Ví dụ dễ hiểu là thế này, cái máy vi tính của chúng ta, cái desktop để trên bàn của các vị đó, nó vốn là cục sắt thôi. Nếu không có chương trình cài vô thì nó không vận hành được. Mà chương trình đó ở đâu vậy? Không có trong cái máy. Các vị chẻ từng cái vi mạch điện tử ra, các vị tìm không thấy cái chương trình gì cả. Và toàn bộ cái máy, thưa các vị, nó có mặt lại để cái chương trình nó đi vô không biết cái chỗ nào đó. Mà nó vốn là cái rỗng, cái không. Ví dụ như mình mua một cái đĩa chương trình về làm phim ảnh, làm âm thanh, hoặc là một cái đĩa chương trình về làm văn phòng đi, có bị cài vô rồi, có bị lấy đĩa ra chứ có bị, có thấy rồi, cái đĩa nó nuốt luôn không? Không. Chương trình nó gá vào cái phần đĩa, tức là cái phần mềm nó chỉ gá vào phần cứng, cũng như nó gá vô cái máy vi tính để nó vận hành toàn bộ cái công năng của một cái máy vi tính. Thế là cái chương trình, tức là cái phần mềm cài vô đây, có bị thấy đâu? Trẻ từng cái sợi neuron thần kinh ra cũng không thấy cái phần mềm, tức là không thấy cái ý thức ta nó vận hành ra làm sao. Thế nhưng mà nếu không có nó thì đừng hòng cái thân này đứng đi nói cười lai động. Đây là phần thô nghe. Mình nhận diện được, mình tư duy được từ cái nền tảng vật lý, mình nghĩ ra điều này là phần mình thôi. Này buồn, này vui, này nghĩ suy bồng bềnh, thưa các vị, nó là phần thô, giống như là cái phần vỏ của cái máy mà chưa phải là chương trình vận hành đâu nghe. Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này suy nghĩ, này vọng thức lăn xăng cả một đời và nghiệp thức dắt dẫn ta trong ba cõi sáu đường. Nó chỉ là phần thô thôi. Mà cái phần mệnh đó là tâm bất động của các vị, là Phật tánh của các vị, là năng lực niết bàn của các vị. Nhận ra cái điều này gọi là thấy tánh này. Thấy tánh không hàm nghĩa rằng thấy cái gì bên ngoài, cũng không hàm nghĩa rằng thấy cái gì bên trong. Tại vì nếu các vị thấy cái gì bên trong thì chuyện gì phát sinh? Cái bị thấy ấy chẳng qua là cái đối tượng ở ngoài các vị nghe. Các vị là bản chất của cái thấy, cho nên các vị không thể thấy cái thấy của các vị được. Mình nói vậy chắc đủ dễ hiểu hả? Các vị không thể thấy được con mắt các vị đâu nghe. Các vị chỉ thấy cái hình ảnh con mắt nó phản chiếu trong gương thôi, chứ còn đừng hòng thấy được con mắt. Muốn thấy con mắt là anh chi? Cảm nhận thôi, sờ vào đấy. Biết đây là con mắt của tôi, nhìn vào gương thì tôi thấy cái bóng của con mắt phản chiếu trong gương, chứ không phải con mắt có bị trong gương. Thế cho nên cái tánh thấy của các vị không thể nói là tôi thấy tánh.
Cái từ này người ta tạm dùng thôi, chứ mình đừng nghĩ rằng thấy tánh nghĩa là thấy được cái tánh không sinh không diệt. Không, chỉ là sự thầm ngộ. Cái từ trong nhà thiền gọi là thầm ngộ, nghĩa là quay lại khéo thể nghiệm thôi. Thể nghiệm rằng là khi tôi biết mọi cái đang hiện bày trước mắt thì tôi biết rằng tôi có cái thấy. Tôi nhận ra được rằng đây là buồn, đây là vui, đang sinh, đang diệt, chạy ngang qua. Thì tôi biết rằng tôi là con người đang quan sát được buồn vui. Con người ấy không có phải là sự suy nghĩ thầm thì, không phải là cái đối tượng để cho tôi biết. Con người đó tôi thầm liễu hội, thầm nhận ra, thầm ngộ được. Do tôi biết mà thôi. Không ai có thể kiểm tra được điều này. Chỉ tôi là người uống nước cho nên tôi biết nước này nóng hay lạnh. Tôi là người quan sát được buồn vui. Cho nên tôi biết rằng buồn vui này là cái đối tượng bị tôi nhìn. Mà tôi phải là buồn vui. Mà cái con người nhìn thì rỗng lặng, tịch nhiên, trống lặng, vô niệm, tánh không, là niết bàn. Thế rồi cái câu thứ hai hỏi ra là nó đang ở đâu? Ở đâu chẳng có nó, đâu chẳng có nó. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nằm, các vị nheo mắt, nhướng mày, ho hen cạn nhổ. Không có lúc nào không có cái biết thường tại vĩnh hằng có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây cả. Nó vận hành được thân này, nó duy trì mạng sống này 70 năm, 80 năm. Khi ta bệnh, cái gì bệnh vậy? Thân bệnh. Ta nên, ôi, lạnh quá. Cái gì đó vậy? Thưa các vị, thân này lạnh, tiếng rên này nó phát ra từ miệng, cái cảm xúc lạnh do gì cảm giác của ta, nhưng mà ta còn là người quan sát được cái con người đang run, đang rên, đang cảm cảm lạnh nha. Lạnh là một cảm thọ, còn ta là người đang nhận biết cảm thọ trong ta. Ta thường dùng cái từ rất là sai lầm đó, tôi đang đói quá, anh biết không? Và thưa các vị, không đúng. Đói là cảm giác của thân. Thân đang đói, mà ta là người đang biết thân đang đói, chứ không phải ta đói. Đúng hay sai? Giận là cái chuyện cảm xúc đang xảy ra trong ta, mà ta là người đang biết cái cảm xúc giận đang có trong ta nghe. Cái con người nhận biết được cảm xúc giận ấy, đích thực là thể niết bàn, không sinh không diệt. Buồn là cái chuyện xảy ra do cảm xúc, nhưng mà ngoài cảm xúc buồn, tôi còn đang thấy cảm xúc buồn đang có trong tôi. Tôi là người nhìn được cảm xúc buồn chứ. Các vị nhận ra điều này, thưa đại chúng, thấy thì nó rất đơn giản nhưng mà không dễ. Tại sao vậy? Ta đã quen đồng nhất ta với mọi cảm xúc sinh ra trong ta. Ở mức độ cạn và thô đó là ta luôn đồng nhất ta vào thân ta, cho nên thân ta nó nóng, nó lạnh, nó ấm, nó no, nó đói, nó khát, nó đẹp, nó xấu, ta đều thấy ta như vậy cả. Chưa có người nào sử dụng cái ngôn ngữ rằng là tôi thấy cái hình hài này được bữa nay nó khỏe mạnh đó. Nói như thế thì đã phân biệt được rằng là tôi là người thấy, hình hài là đối tượng bị thấy. Không ai có khả năng nói rằng tôi thấy hình hài này có bộ dễ coi đó, khá khá đó, không đến nỗi xấu á. Người ta nói là tôi xấu, tôi đẹp, phải không? Tôi dễ thương, tôi khó thương. Chưa hề nói một câu rằng là tôi đang cảm thấy tôi đang đói. Chưa bao giờ nói vậy. Ta chỉ nói giản dị là tôi đang đói, tôi đang giận. Trong khi đúng ra thì tôi đang thấy cái giận đang có trong tôi thì đúng nghe. Mà chúng ta xài sai chữ, sai chữ. Do vậy cho nên ta cứ mãi đồng nhất ta vào thân, mãi đồng nhất ta vào cảm xúc, mãi đồng nhất ta vào sự suy nghĩ. Thế rồi ta đồng nhất tệ hại hơn, đồng nhất vào cái chi? Những cái bên ngoài á. Nhà này là tôi chứ không phải nhà của tôi à. Có kẻ ba vơ nào nó ghét, do vì buổi tối mình ồn ào quá, nó liệng trứng gà vô nhà mình làm chi? Mình nổi sung thiên, phải không? Mình kêu cảnh sát lụm nó cho rồi. Rồi có tên nào nó khùng khùng, nó sỉ vào mặt con mình, nó chửi một trận, nói mi con của ai mà xấu đuôi xấu điếc, mi con của ai mà vô giáo dục vậy, thì mình làm chi? Mình đâu thấy nó là con của mình đâu, mình thấy họ sỉ nhục mình chứ không phải sỉ nhục con mình đó nghe. Mình đồng nhất mình với những cái sở hữu mình có, sở hữu bên ngoài, và cái này cũng là sở hữu nhưng mà nó sở hữu bên trong thôi. Bên trong nữa là sở hữu, đó là những vui những buồn của ta cũng là sở hữu của ta mà không phải là ta. Nó đơn giản chỉ là những sở hữu như những thứ sở hữu bên ngoài thôi. Tại sao?
Nếu sở hữu bên ngoài, cái đó có giá thì mình bán được. Còn sở hữu bên trong như cái buồn, cái vui mình, tại vì bán không được, không ai thèm mua nó, cho nên bán không được. Chứ nó mà có giá một tí thì cũng bán được, kiếm tiền. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị. Nếu là sở hữu thì nó không hề là các vị. Nếu là đối tượng bị nhìn thì nó cùng với các vị có một khoảng cách nhất định nghe. Các vị nhìn được mọi thứ. Điều đơn giản về phần vật lý là cái gì các vị nhìn được nó đều có một khoảng cách đối với các vị, phải không? Mắt này các vị để gần đây nhìn được không? Không. Nó đòi hỏi khoảng không nhất định thì nó mới nhìn được chứ. Rồi nó đòi hỏi thứ hai là phải có ánh sáng nó mới nhìn được. Mắt thì mở trao tráo nhưng mà đêm 30 nó đen như hũ nút, các vị đâu biết vật gì. Từ điều này nó cho chúng ta cái sự quy chiếu thưa các vị. Kiến tánh nó hàm nghĩa rằng các vị thầm nhận được cái năng lực tâm của các vị đang quan sát mọi thứ. Mọi thứ thì sinh thì diệt, thì đến thì đi, thì vô thường thì mất thì còn. Nhưng mà cái tâm quan sát này thì luôn có mặt và không mất, không còn, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Thế giới bên ngoài, không gian bên ngoài có lúc tối lúc sáng, nhưng mà tâm nhận biết các vị chưa bao giờ tối nghe. Cái nhận biết của các vị rõ ràng rằng mở mắt thì mình thấy, rồi nhắm mắt thấy không? Thấy chứ. Nhắm mắt. Nhưng mà thưa các vị, ai đụng tôi biết không? Cái biết được gọi là cái thấy, được gọi là nhiều lĩnh vực. Nhắm mắt thì cứ nhắm, các vị tấp mền, kín như hũ nút, giữa ban đêm tối không có đèn. Thế nhưng mà các vị có biết thân các vị đang nằm không? Biết. Nghe tiếng ho bên ngoài các vị biết không? Lạnh với nóng nó chạm vào thân các vị biết không? Thế thì cái con người hay biết như thế này, con người nhận biết như thế này, được gọi là con người không sinh không diệt. Nhận ra điều này, hiểu được điều này tỏ tường và trải nghiệm được điều này gọi là thấy tánh nha. Nhận ra cái tự thể tâm của các vị khi vốn không sinh không diệt. Rồi khi nhận ra được điều này, các vị thấy rằng là mọi buồn, mọi vui, mọi lo âu, mọi phiền muộn dường như nó sinh nó diệt bồng bềnh cho vui thôi, chẳng là chi cả trong đời ta. Lẽ thực nó là như vậy nghe. Cho tới hôm nay nếu mình có được cái máy vi tính thì mình cộng về những cái cuộc buồn vui đời người tới bây giờ, các vị biết bao nhiêu lần buồn vui chưa? Tính không hết. Thế nhưng mà mình cũng sống cho tới gần này. Rồi nếu mình sống thêm 50 năm nữa thì cũng những buồn vui nó tuồn tuồn đi ngang chứ nó có dừng lại đâu. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh đi ngang qua. Nhưng mà cái con người quan sát các vị thì vẫn y như vậy. Không vì nhiều buồn vui mà lòng mình trĩu nặng hơn nha. Không vì lo âu phiền muộn mà mình bị mòn mỏi đi cái năng lực nhận biết thôi không. Vẫn biết, cái năng lực nhận biết vẫn như vậy. Cho nên kinh Phật giải rằng là thấy được đạo rồi thì nhận ra được tâm Phật của mình. Ở thánh không thêm, ở phàm không bớt. Lên thiên giới không hưởng lạc, xuống địa ngục không thọ khổ nghe. Tại vì nó là cái nhận biết được khổ, được lạc, được buồn, được vui, được hạnh phúc và khổ đau. Mà bản chất của cái nhận biết khổ đau thì nó không khổ đau, phải không? Ví dụ mắt mình nhìn thấy đây là xanh, đây là vàng, đây là đỏ, đây là trắng. Thế rồi con mắt các vị có xanh, vàng, đỏ, trắng gì không? Vốn không có hình sắc, không có chi cả, cho nên nó nhận biết được mọi thứ sắc màu. Vốn nó không có buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau, niết bàn hay sinh tử gì cả, cho nên nó, thưa các vị, vượt thoát ngoài ba cõi sáu đường là như vậy. Tóm lại, nhận ra điều này gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Thế nhưng từ ngộ đạo thấy tánh này bước vào công trình tu bao xa các vị biết không? Sao xa được? Sao xa được? Nó trong một tróc tay vậy mà. Tróc tay mà. Cái năng lực biết của các vị nó có mặt ngay bây giờ. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị vui, các vị buồn chi, đều có cái biết thầm thầm đang nhận biết mọi hiện tượng xảy ra xung quanh. Có cái điều tội nghiệp ta nghĩ nó xa là do vì ta đồng nhất ta vào những đối tượng bị biết lâu quá. Ta đồng nhất ta vào buồn vui hàng triệu triệu kiếp trên cõi tử sinh rồi. Do vậy cho nên ta không có khả năng trở thành con người quan sát, trở thành người nhận biết, mà ta luôn đồng nhất ta vào cái bị biết. Tất cả những cái bị biết vừa sinh khởi, tất cả những đối tượng nào nó hiện ra trước các vị, các vị liền nhào tới ôm cổ nó liền chạy đi.
các vị đồng nhất mình vào nó. Do vậy cho nên mình thấy xa, thấy khó tu, trong khi trong chốc tay nghe. Sáng nay diệt sạch nghiệp thức tam tăng kỳ, không phải là lời nói đùa, tôi nhốn nhà thiền. Tại vì nghiệp thức trùng rùng như thế nào, buồn vui nó sâu lắng như thế nào, nhưng mà các vị có khả năng nhìn được đây là buồn, thì cái buồn trở thành đối tượng bị nhận diện. Nó là ở bên ngoài các vị, chứ nó không thể là các vị được. Thế thì nhận ra được rồi, đi được 2/3 đường tu rồi đó nghe. Không nhận ra, mù mờ đi quanh quanh cho vui thôi, tạo phước điền nhân gian. Và có khi tu để làm một cái việc khuây khỏa đỡ buồn cuộc đời thôi, chứ còn mình không đi tới đâu cả. Thế thì các vị nghiệm ra điều này, các vị trực tiếp đi thẳng vào trái tim giáo lý đạo Phật, dạy chúng ta con đường này, diệt trừ sinh diệt để chứng nghiệm niết bàn. Tóm lại, cứ tóm hoài mà không tóm được. Đại chúng nào phải tóm thôi, tại vì 4 giờ hơn rồi. Tóm lại là thế này. Thưa các vị rằng là đời sống chúng ta đang đầy đủ tất cả những tiện nghi để mình làm thánh nha. Tiện nghi ban đầu đó là hoàn cảnh của các vị đang sống tạo đủ điều kiện để cho các vị vận dụng tam bảo khoan thủng cái bình âm dương ngũ hành thoát sống chết à. Như chuyện Tề Thiên mà chúng ta vừa nghe. Đủ điều kiện hết, không thiếu thứ chi cả. Này là hoàn cảnh sống yên ổn nè, này điều kiện khí hậu tốt lành nè, này những người bạn pháp nè, này là những bài giảng của chư tăng, của các thầy, các ông, các vị hòa thượng lớn giúp cho chúng ta sáng được con đường tu. Thiếu gì nữa đâu? Thử nói coi thiếu gì. Không thiếu gì cả. Cái điều tội nghiệp đó là mình thích đồng nhất mình vào phiền não. Dường như là sống với đạo nó hơi hiu hắt buồn. Do vậy cho nên mình rất là cần những cái thứ phiền não để tự hào với đời là tôi cũng có phiền não á, tôi cũng có nỗi bất hạnh á, xin thương xót giùm tôi đi, cuộc đời tôi nhiều bất hạnh lắm. Chứ còn đúng ra thì các vị có quyền rủ một cái, giống như là con thiên nga rủ một cái là không có một giọt nước nào dính bộ cánh nó đâu nghe. Tại vì cái điều kiện đủ, đó là điều kiện ngoại vi. Điều kiện bên trong thì các vị hình dung rằng mình có hình hài, đâu thiếu thứ chi đâu. Mình có khả năng an trú nghe niệm pháp, làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng luôn toàn thân của mình. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, lúc nào cũng an trú trong trạng thái tâm nhận biết toàn thân. Pháp này gọi là niệm thân hành của truyền thống thiền Vipassana nghe. Điều thứ hai tinh tế hơn, thưa các vị, mỗi cái buồn, mỗi cái vui, mỗi cái lo âu phiền muộn đến là một pháp phương tiện giúp các vị tu à. Tại sao vậy? Bình thường tâm thức của mình chưa quen tu, cho nên ở trong một cái trạng thái rỗng trống, không có cái cảm xúc nào, mình thấy dường như mình mất tiêu rồi. Cái năng lực tu dường như nó không có chiếu sáng được. Thế nhưng mà nếu có cái buồn, cái vui nào vừa sinh thì các vị có điều kiện là tôi là người quan sát buồn vui. Tôi không phải là buồn vui. Tôi là cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng từng cái xúc cảm đang sinh đang diệt trong tôi. Có cái phiền não, cái bất an, có cái trêu chọc gì bất cứ của ai đến với tôi là điều kiện tốt, tôi xin cảm ơn. Mà nếu các vị có sự thực tập như vậy, người ta chọc các vị làm gì? Làm gì? Nói thiệt nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh vô cùng, cảm ơn chị vô cùng. Nếu là cô vợ của các vị mà trêu các vị, sỉ vào mặt các vị rất đanh đá, các vị làm gì? Cười khì, rất hoan hỷ. Tại vì cái điều kiện này giúp cho mình an trú ngay nơi pháp nghe, an trú ngay nơi cái tự tâm đang nhận biết những cảm xúc đang lên. Thế thì ta có điều kiện ngoại vi, ta có điều kiện nội vi. Điều kiện nội tại rất tuyệt vời là có nhiều buồn, nhiều vui, nhiều lo âu, nhiều bất an là điều kiện để các vị an trú tâm nhận biết tất cả những xúc cảm đang đến, đang đi. Thế thì chỉ trừ khi không muốn tu thôi, chứ nói không có điều kiện tu là vô lý nha. Điều cuối cùng, xin thưa nhau, thưa các vị. Cuộc đời này nó không có hào phóng cho phép các vị sống dung dăng dung dẻ như thế này cho tới các vị chút hơi thở về với các bụi một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Càng già chúng ta càng lâm vô tình trạng khó khăn hơn chứ. Này đi đứng khó khăn, này ăn uống khó khăn, này tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó
Nó càng già có khi càng nhiều chướng tật chứ có đơn giản đâu. Chưa già mà thấy chướng tật ra rồi đó chứ, đợi chi tới tuổi già, càng ngày càng khó chịu ra. Tại vì khi ta không tu tập thì càng già càng khó chịu, chắc như vậy đó, chắc vậy đó. Trừ khi các vị tu tập càng già càng dễ tánh nghe, càng già dễ thương nghe. Còn không thì cái cơ chế sinh lý của ta nó nhiều khó khăn, chúng ta bực bội. Thử hình dung lúc bình thường, cái lúc mình cảm coi, hai lúc đó tâm thức khác nghe. Lúc bình thường thì nói cười tươi như hoa, khi nhức cái răng rồi mặt mày muốn cười không cười được. Thì già nó là như vậy. Cho nên đừng nghĩ rằng cuộc đời này nó hào phóng cho các vị. Cho tới già, các vị hãy cẩn trọng sống từng ngày để làm thành thục được cái năng lực tu tập nơi chính các vị. Bằng không thì thưa các vị, cơ hội không đến hai lần. Đấy, trân quý đời sống mình, hoàn thiện cái phẩm tính tu của mình ngay một kiếp, trong khi cái điều kiện tuyệt vời đang có nơi tất cả chúng ta. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.